chào các bạn khán giả thân yêu của Xem Gì hôm nay. Các bạn thân mến, ở đây không biết là có bạn nào tin vào việc xuyên không hay không? Hoặc là có những đồ vật rất là quen thuộc với thế giới hiện đại của chúng mình như là máy ảnh này, đồng hồ báo thức này lại xuất hiện từ thời cổ đại cơ các bạn ạ. Nghe thật là khó tin đúng không nào? Và những điều này thì đã khiến các nhà khoa học cảm thấy bó tay và không thể nào giải thích nổi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm những bức ảnh chứng minh việc xuyên không là có thật các bạn nhé! Ngoại hình giống người quá khứ. Chuyện những người trong gia đình giống nhau là điều hết sức bình thường. Thế nhưng có bao giờ các bạn nhận ra mình rất giống một nhân vật lịch sử nào đó trong quá khứ không? Đầu tiên, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama có ngoại hình rất giống với người đàn ông đội mũ trong bức ảnh được chụp nhiều năm về trước. Nếu bạn vẫn cho rằng điều này hết sức phi lý thì hãy cùng nhìn vào những bức ảnh tiếp theo. Người đàn ông đã từng tham gia chiến tranh thế giới thứ hai lại như một bản sao của nam diễn viên Channing Tatum. Chắc chắn là về mặt huyết thống thì cả hai không hề có liên quan gì đến nhau. Nam tài tử sinh năm 1980 cũng không hề biết người đàn ông kia là ai. Một câu chuyện khác cũng tương tự. Đó là ngoại hình của Nicola Grigorescu, một họa sĩ người Romani sinh năm 1838, rất giống với nam diễn viên người Anh Orlando Bloom, sinh năm 1977. Cách nhau hơn một thế kỷ, tại sao họ vẫn giống nhau đến như vậy? Một số người đã giải thích bằng việc họ đã xuyên không về quá khứ, hoặc đây là kết quả của việc đầu thai chuyển kiếp. Phi hành gia xuyên không? Chúng ta đều biết rằng, Neil Armstrong là người đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng vào năm 1969. Và trước đó một thập kỷ, Alan B. Hazzard, một kỹ sư của NASA đã có được ý tưởng về bộ đồ phi hành gia. Và bộ phi hành gia đầu tiên trông như thế này. Thế nhưng người ta đã tìm thấy một bức tượng được khắc từ thế kỷ 12. Sẽ chẳng có gì lạ cho đến khi họ phát hiện, bức tượng có quá nhiều điểm giống với một người đang mặc đồ phi hành gia. Chẳng lẽ đây lại là phi hành gia thời thế kỷ 12? Điều khó hiểu là khái niệm phi hành gia không thể xuất hiện vào khoảng thời gian cách đây hơn 900 năm. Liệu có phi hành gia nào đã xuyên không về quá khứ để những người trong quá khứ nhìn thấy và tạc thành tượng hay không? Điện thoại gần 1.000 tuổi. Thế kỷ 21 là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, và ai trong chúng ta hầu như cũng có một chiếc điện thoại di động. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một cổ vật làm từ đất sét. Họ công bố cổ vật này vào năm 2015. Cổ vật này có hai đặc điểm. Nó giống y như một chiếc điện thoại Nokia. Và điều kỳ lạ là chiếc điện thoại này đã 800 năm tuổi. Có nghĩa là từ 800 năm trước, người ta đã nặn ra một thứ y như là điện thoại vậy. Theo như nhóm chuyên gia, chiếc điện thoại này đã xuất hiện từ thế kỷ 13, với bàn phím mang nhiều ký tự như là chữ tượng hình của người Sumer. Hệ thống chữ viết tồn tại từ rất sớm, xuất hiện từ 3.500 đến 3.000 trước công nguyên. Như vậy, cổ vật này đã khắc họa khá giống một chiếc điện thoại di động thật sự. Điều đáng nói là điện thoại di động mới xuất hiện được một vài thập kỷ, nên chắc chắn rằng 800 năm trước chúng không thể tồn tại. Chính vì thế, những người đã theo thuyết âm mưu vin vào đó cho rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi của xuyên không. Các bạn có tin rằng xuyên không có thật hay không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần comment nhé! Người Hy Lạp cổ dùng laptop. Tại bảo tàng J. Paul Getty, Malibu, California, có một bức tượng đã khiến nhiều diễn đàn thuyết âm mưu sục sôi. Bức tượng mô tả cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế, tay đưa ra xem một vật có hình dạng như là chiếc laptop hiện đại. Nhìn kỹ lại thì thấy cũng khá là có lý phải không các bạn? Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết rằng chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới ra đời ở thập niên 1970. Và dù có sớm hơn đi chăng nữa, dứt khoát không thể có chuyện nó xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ được. Nhưng mà như vậy thì phải giải thích thế nào về bức tượng này? Theo một số tài liệu cổ, vật bé gái cầm theo có thể là hộp phấn hoặc hộp trang sức. Nhưng với những người theo thuyết âm mưu, họ chỉ thấy một chiếc laptop với đầy đủ cổng cắm USB hiện đại. Thậm chí có người còn cho rằng đây là cách để người Hy Lạp cổ liên lạc với thần linh. Và thần linh là ai? Chính là những người ở tương lai gọi về, hoặc là người ngoài hành tinh. Lời giải thích chính xác là gì chưa ai biết, vì xét cho cùng thì khoa học giờ đã chứng minh được du hành thời gian là khả thi, và họ cũng chưa khi nào nguôi hy vọng về một nền văn minh nước ngoài trái đất. Liệu có khi nào có ai đó đã trở về và cho những người Hy Lạp cổ được nhìn thấy chiếc laptop thật sự hay không? Mình cũng rất là tò mò. Ai Cập cổ có điện. Chúng ta luôn tò mò không biết cuộc sống ở quá khứ diễn ra như thế nào, và qua rất nhiều cổ vật, nhà khảo cổ học phát hiện ra một số bức phù điêu bí ẩn trong các kim tự tháp có hình vẽ, biểu tượng cho thấy điện đã được sản xuất và sử dụng rộng rãi ở thời kỳ Ai Cập cổ đại. Đây thực sự là một điều bất ngờ vì sự xuất hiện tiến bộ vượt bậc này cách chúng ta cả nghìn năm trước khi điện được phát minh ra. Dường như cách tạo ra điện đã có ai đó xuyên không, tặng và hướng dẫn cho những cư dân cổ đại ở Ai Cập. Quan sát hình vẽ trên bức phù điêu trên thì có thể thấy các vật thể lớn và dài là những bóng đèn lớn được sử dụng để thắp sáng bên trong các kim tự tháp và lăng mộ đang được xây dựng. Người ta suy đoán, người Ai Cập có thể đã sử dụng những chiếc đèn cầm tay được thắp sáng bằng một nguồn điện nào đó.
Cụ thể, bức phù điêu này cho thấy hình ảnh khá là giống bóng đèn điện được khắc họa trên cái bức phù điêu trong kim tự tháp. Có người thắc mắc, làm cách nào mà điện đã tồn tại từ hơn 4.000 năm trước đây? Từ trước đến nay thì nền văn minh của Ai Cập cổ đại vẫn luôn là dấu chấm hỏi rất lớn. Liệu họ có thực sự dùng điện từ 4.000 năm trước hay không? Chúng ta vẫn đang tìm câu trả lời. Chàng trai xuyên không từ nước khác. Đây là một câu chuyện có thật và cũng là câu chuyện được tin tưởng nhất về việc xuyên không. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2006, chàng thanh niên Sergei Ponomarenko xuất hiện trên đường phố của thủ đô Kiev, Ukraine. Lúc này, Sergei đang mặc một bộ trang phục lỗi thời từ thời Liên Xô và cầm một chiếc máy ảnh cổ điển trên tay, đang đi trên đường với vẻ khó hiểu. Hành động của Sergei ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát. Họ bước tới và yêu cầu Sergei xuất trình giấy tờ tùy thân. Kết quả là họ đã bị sốc trước những gì được xem. Đó là những giấy tờ được Liên Xô cũ sử dụng trong những năm 1950, có ghi tên Sergei Ponomarenko, sinh ra ở Kiev vào năm 1932. Tức là trước mặt hai viên cảnh sát là một người 74 tuổi trong hình dáng của một thanh niên mới độ tuổi đôi mươi. Sergei đã giải thích danh tính của mình cho cảnh sát, nhưng mà càng giải thích thì cảnh sát càng thấy vô lý. Họ nghĩ rằng Sergei có vấn đề về thần kinh nên đã đưa anh ta đến bệnh viện tâm thần Kiev, đồng thời mời nhà tâm lý học tiến sĩ Pavlo Krutikov để giúp đỡ để xem xét vấn đề và tiến hành một cuộc điều tra. Cuộn phim vào năm 1958 của Sergei cũng được rửa, nhưng điều kỳ lạ là nó cho ra những bức ảnh rất mới, không hề có bất kỳ hư hại nào. Ở trong cuốn phim còn có ảnh một cặp đôi rất trẻ chụp chung với nhau. Người con trai chính là Sergei và người con gái bên cạnh chính là bạn gái của ông, tên là Valentina Kuris. Vào ngày 25 tháng 4 năm 2006, sau khi nói chuyện với tiến sĩ Kuchikov lần cuối cùng, Sergei đã quay trở lại phòng. Vì câu chuyện này quá ly kỳ nên vị tiến sĩ này cần xem xét lại. Ông ấy không biết có nên tin người thanh niên đến từ năm 1958 hay không. Còn Sergei sau khi trở về phòng được một lúc, nhân viên y tế liền phát hiện anh ta đã biến mất. Cảnh sát kiểm tra camera theo dõi thì chỉ thấy được hình ảnh lúc Sergei bước vào phòng chứ không có hình ảnh ghi lại Sergei ra khỏi phòng. Xuyên không là đề tài muôn thuở của những bộ phim Trung Quốc. Thế nhưng ít ai biết thì nó hoàn toàn có thể tồn tại. Nếu được lựa chọn, các bạn có muốn được xuyên không về quá khứ và tìm hiểu cuộc sống ngày xưa như thế nào hay không? Hãy để lại câu trả lời bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời. Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nhé! Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chân thì của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.